Hôm nay là sinh nhật của mẹ Hiền ạ. Ông bà xuống chúc mừng mama. Hiền mama. Đây là em Bi đây. Con ơi, quảng cáo kia đẹp quá. Đây chính là sinh nhật hôm nay bà nội. Quảng cáo ấy nhỉ? Bó hoa. Thật ra hít cái bụi vào. Em ngại em đấy, em leo trèo đấy. Đẹp tự nhiên. Đây là bé Cẩm Tú. Bố cầu ơi bố cầu, nhưng mà cháu nói tắt đi thành bố cầu ơi ơi cầu. Hoa đẹp. Hoa đẹp đâu? Bà. Gãy đấy con. Bà. Bà. Chân đầu. Em ăn gì? Ăn cơm à? Sinh nhật có gì ngon không? Bà đây nè. Đâu hả? Con ơi, con chén hơi kinh đấy. Mày lý được à? Hoa của cậu Châu mà. Có thể ra chơi Bi đi. Bi ơi. Ơ kìa, kéo áo em. Vào trong này chơi ăn bánh đi. Bà chưa mua máy à? Hèn đấy. Lâu rồi, tao đã mất hôm nay 6 tháng rồi đấy.
đâu. Qua đây. Nếu mà nếu mà ngừng thì đã lại ấn lại à? Khi nào mà stand by thì ấn vào đấy, cùng chỗ đấy. Ờ hè Minh Hâm. Cười đi, lấy chơi cười đi thế nào. Hè. Đây. À. Chị Yên ơi, chị Yên. À. Mũ này là mũ của Ivan Susanin. Con ơi, ra chơi chó đi. Chó đâu rồi? Ông nội này. Ông ngoại này. Bà Quang này, cậu biết bà ngoại. Mọi người ngồi, tại sao cả nhà cứ đứng thế nhỉ? Ông ngồi xuống đi, ông ngồi xuống xong rồi ông rót bia đi. Xuống trèo đây này. Nào, cả nhà ngồi kia anh em chụp kiểu. Ờ đây. Nào. Cô Hiền ngồi này xong rồi chú Trung này xong đến nhà của anh này. Bỏ áo lục xuống đi. Váy điệu đi. Váy điệu. Váy điệu là giống kiểu giọng của bọn trẻ con đấy. Nào, con mặc váy xinh đi. Bỏ áo đây, bỏ lên chú ghế đàn đi. Em chưa thể đâu. Rồi em chưa thể đâu kệ sao. Nhá. Ờ kìa, đây nào. Đây chú hai mẹ con đi. Đâu chú đâu, để quay đấy.
Đây quay phim rất hiện đại. Hải Long đâu? Ôi anh Hải Long thì vô biên là nhiều logo con ạ. Ok. Hải Long có cả sư tử à? À, đây là nhà bếp của Trần Hải đây. Đây chính là Trần Ngọc này. Trần Ngọc. Ông cứ nào ông cho Trần hết rồi nào. Tại vì nhà tôi, vợ tôi là Trần. Đây, Trần Hiền này. Bác cả nhà mình phải theo vợ. Nhà tôi mẫu hệ, nhà tôi chính là Bắc Lai ấy, không biết à? Biết Princess Sarah trong Bắc Lai không? Nè 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 nè. Thôi em ơi, Rosano thì nhà mình có từng đấy mét vuông thôi. Nhiều Rosano quá. Sao cái này hả? Hả? Quay phim rất vừa. Đây, đây là khuôn mặt của người bố có hai con này. Và đây là khuôn mặt của người chồng khi mới cưới này. Rất bừa. Thôi là ngày chụp là... Đây chính là chậm này. Món gì đây? Hôm nay món tôi sẵn ngon lắm. Lẽ ra phải đặt Hải Lố một số cái này trước Tết để ấy nhỉ. Kiếm rau sắc bảo hỏa đá một lần đến nhà cụ nhân cũng đái một lần. Tham đang quay thẳng đi đang về hả? Không phải đang mặc cái gì lắm. Có món không đậu. Xong rồi đi lại ngắm đi ngắm 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 con mua gần 3 lạng có đủ không? Ai đến đấy? À, ông Dương đây rồi. Ok đó, anh báo rồi. Anh đến muộn. Thậm chí có thể đến muộn một tăng luôn. Hôm qua thằng Sơn nó đến muộn một tăng. Anh làm cho nó hôm nay anh nhắn tin nó phải ok ngay rồi. Nhà kêu gì anh bảo thằng Thắng rồi. Đây là Trần Cụ. Rất là chậm nhá, rất ngon nhưng mà ông Châu có cho vào món là hạt tiêu sợ. Phải tránh hạt tiêu. Tránh hạt tiêu thì không vấn đề gì cả. Ăn là hạt tiêu, hay đấy. Tránh ăn tiêu ra, tiêu tròn, không phải là tiêu bò đâu. Tiêu tròn, cháu tôi ăn không khí, ăn kiểu ăn vẽ tranh. Gọi điện cho ông Tuấn. Tuấn ở Tam Bình Long, phải ở đây anh Tuấn. Hay lắm. Bây giờ bọn này nó cứ nhảy từ nãy giờ đấy chị ạ. 1, 2, 3 bắt đầu. Ôi Trần Khang đã rơi xuống. Bi đã ngã. Chị Uyên được mấy điểm rồi? 10 điểm á? 6 điểm á? Khang nhảy lên đi.
Khang nhảy lên, Khang nhảy lên. Ui dồi. Ui dồi, cẩn thận nhảy với em Bi bây giờ. 7 điểm. 7 điểm nhưng mà không có Khang. Con ơi, con nhảy vừa thôi con ơi. Nhảy vừa thôi nha. Ui dồi ơi. Ôi giời ơi, chị Uyên nhảy gì mà như là choi choi. Chị Uyên nhảy như một tên choi choi thế à. Chị nhảy là có một cuộc nữa hơn. Ôi giời ơi. Con ơi, con nhảy vừa thôi chứ. Yeah. See?